Hello, em Tuấn Hải Dương lại chào toàn thể anh em đam mê chào mà bơi đấu trên cả nước nhá. Chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của em Tuấn Hải Dương ạ. Mấy hôm nay thì em về hơi ít hàng anh em ạ, vì thật sự thì đi xem của dân bây giờ hàng ngon thì ít lắm anh em ạ, nên là có những hôm đi xem cả ngày 2-3 ngày cũng không được con nào. Nay em về một em hàng cực kỳ chất lượng cho anh em nhé, chim bộ khủng cho anh em, hàng con này cực kỳ nhạy ché anh em nhé. Em này thì clip vừa về nhà, em về lúc gần 5 giờ nên là em quay clip nó hơi muộn, nên là anh em xem nó không được căng đét. Hàng này thì người ta chim người ta không chăm bỏ bê cũng khá là lâu rồi, vẫn củi lửa ok lắm. Anh em về mà chăm thêm em khẳng định con này thì em bao hay cho anh em luôn anh em ạ. Hàng anh em chăm tốt là móc số luôn anh em nhé, nét đánh cực kỳ điềm đạm anh em ạ, cầu mỏ cực kỳ đều luôn. Con này cực kỳ nhạy ché, anh em xem cái màu sắc video là biết là chim em quay khá là muộn, gần 5 giờ em mới quay. Bây giờ là 4 giờ 45 phút thì em mới quay video anh em ạ. Đấy. Cái này thì anh em bộ thì cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Bộ lực cho anh em. Anh em con này đánh cực kỳ bền chim anh em nhé. Đấy, cứ cầu mỏ đều luôn anh em ạ. Giọng chuông gắt hầu bò cho anh em. Đây em vừa mới tắm xong thì em quay video luôn cho anh em. Về cái tắm là táp và khô lông là quay video luôn cho anh em. Chứ em xin em không ngủ một hai hôm em mới quay video đâu. Về con nào là em lên sóng hết cho anh em. Em này em giao lưu anh em với giá là 4 triệu rưỡi anh em nhé. Anh em nào yêu thì cứ liên hệ cho em. Con này thì chim được 2 mùa rưỡi rồi anh em ạ. Anh em về chăm hàng này là về chăm ok, là củi lửa ok, là anh em có thể móc số luôn anh em nhé. Đấy anh em nhìn chưa, bộ như này mà, bộ như con trâu luôn, hầu bò. Con này nhạy ché lắm anh em ạ, ở nhà người ta ché liên tục luôn. Về vừa về em nó vẫn còn hơi lạ lồng, anh em xem chim nó đứng nó vẫn hơi lạ lồng một chút này. Đấy, chân nó nhiều khi nó anh em nó hơi giật mình một chút vì cầu nó, em cái lồng này cầu nó hơi hơi không được chặt đấy anh em. Con này sục sạo lắm anh em ạ, mà lết đánh khá là lật cầu luôn. Đây về nó chưa quen lồng nên là nó hơi lạ một chút anh em ạ. Nói chung là chim vừa về nên là em lên cái clip luôn cho anh em, nên là nó cũng không tránh khỏi cái sự bỡ ngỡ của con chim. Nói chung chủ yếu là anh sẽ em thẩm cái tố chất của con chim đấy ạ. Anh em kết thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em nhé. Đấy, lết lật cầu cực kỳ ác luôn anh em ạ. Số điện thoại em để màn hình nhá, em giao lưu anh em với giá là 4 triệu rưỡi ạ. À.